Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật, chúng ta hãy cùng cập nhật ngay sau đây. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Đối đầu rực lửa V-League 2021, Kietisak so tài Lê Huỳnh Đức và dàn huấn luyện viên thế hệ vàng. Lê Huỳnh Đức và Kietisak Senamuang. Hai cựu danh thủ đáng chú ý nhất của làng bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ có màn so tài đáng được chờ đợi trên ghế huấn luyện tại V-League 2021. Nhắc đến những cuộc đối đầu kinh điển giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan trong quá khứ, không thể không nhắc đến hai tiền đạo khét tiếng một thời là Lê Huỳnh Đức và Kia Senamuang. Những màn so tài giữa hai cựu danh thủ cùng thế hệ kể trên từng mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Sau khi giải nghệ và theo nghiệp huấn luyện viên, Lê Huỳnh Đức và Kiatisak từng được coi là những huấn luyện viên trẻ tài năng nhất của bóng đá khu vực. Hai lần dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở V-League 2008 và 2010 không thật sự thành công, nhưng huấn luyện viên Kia Tisak đã chứng minh được năng lực cầm quân của mình với rất nhiều danh hiệu cùng các đội tuyển quốc gia Thái Lan. Còn với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, chiến lược gia sinh năm 1972 lại góp công lớn, giúp cho câu lạc bộ Đà Nẵng vô địch V-League 2009 và 2012, Cúp quốc gia 2009, Siêu cúp quốc gia 2009 và 2012. Không hẹn mà gặp, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ có cuộc tái ngộ đáng được chờ đợi với Kiaty Sắc ở mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và Kiaty Sắc đều đang có nhiệm vụ phải đưa các câu lạc bộ Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai trở lại vị thế ông lớn của V-League mùa giải sắp tới. Sau gần 10 năm trắng tay trên mọi đấu trường, người hâm mộ đội bóng sông Hàn đang đặt nhiều kỳ vọng vào huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ở V-League 2021. Khi câu lạc bộ Đà Nẵng đã mang về rất nhiều bản hợp đồng đáng chú ý như tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, Raphael Son, Hedipo Gustavo, trong khi Di Cô Thái được bầu đức đưa trở lại phố núi Pleiku để nâng tầm lứa công phượng Tuấn Anh Xuân Trường. Ở màn ra mắt người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai vừa qua, huấn luyện viên Kea Sắc mạnh dạn tuyên bố ông muốn giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League và giành vé dự AFC Champions League khiến cuộc đua ở top đầu mùa giải 2021 được dự đoán là vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Màn so tài giữa hai cựu danh thủ nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Việt Nam và Thái Lan còn khiến nhiều người chú ý ở chỗ. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ngồi ghế nóng câu lạc bộ Đà Nẵng, đội bóng được cho là chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ bầu Hiển. Còn ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kea Sắc thể hiện sự trung thành tuyệt đối với bầu Đức cùng với phát biểu. Ở Việt Nam, nếu không làm huấn luyện viên ở Hoàng Anh Gia Lai thì tôi sẽ không làm việc cho bất cứ đội bóng nào khác. Thực ra, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và Di Cô Thái thì đã có màn chạm mặt nhau ở giải đấu tập huấn chuẩn bị cho V-League 2021 vừa kết thúc hồi đầu tháng 1 năm 2021 tại Bình Dương. Nhưng khi ấy, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhưng quyền chỉ đạo của đội bóng sông Hàn cho trợ lý là Nguyễn Việt Thắng. Trong khi huấn luyện viên Kea Sắc chỉ mới hết hạn cách ly phòng chống dịch COVID-19 và có thời gian ngắn làm quen với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Dường như cả huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và Kea Sắc đều muốn xấu bài và dành những gì tinh túy nhất cho cuộc so tài chờ đợi ở mùa giải V-League được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt trước mắt. Họ sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng 8 V-League 2021 vào tháng 4 tới. Ban tổ chức giải chưa ấn định ngày cụ thể. Ngoài Lê Huỳnh Đức, ở mùa giải năm nay, Kia thì Sắc sẽ còn đối đầu với nhiều đồng nghiệp thuộc thế hệ vàng bóng đá Việt Nam những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Nay đang làm huấn luyện viên hoặc là lãnh đạo nhiều đội bóng như là Trương Việt Hoàng của Viettel, Nguyễn Đức Thắng của Bình Định, Ngô Quang Trường của Sông Lam Nghệ An hay là Nguyễn Hữu Thắng, chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chào lửa thiên trường khiến bạn bè quốc tế ghen tị. Trận khai màn V-League 2021 giữa câu lạc bộ Nam Định và đội Hà Nội trên sân Thiên Trường đầy ấp khán giả gây chú ý tới truyền thông và người hâm mộ khu vực. Tờ Vokit FC nhận định, giữa lúc bóng đá Indonesia đang tăm tối, Việt Nam đã khởi tranh mùa giải mới, V-League 2021 khai màn hôm 15 tháng 1 với cuộc đoạn sức giữa Nam Định và Câu lạc bộ Hà Nội. Trận mở màn được mở cửa đón khán giả đến sân, Việt Nam thực sự là quốc gia xử lý dịch Covid-19 tốt nhất Đông Nam Á. Nhiều trang mạng xã hội trong khu vực cũng đưa tin về trận khai màn V-League 2021. Khán giả tới chật kín sân Thiên Trường và đội chủ nhà giành chiến thắng 3-0 trước Câu lạc bộ Hà Nội. Đó là những thông tin được tờ Indo viết. Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ thể hiện sự ngạc nhiên nhưng được giải thích về việc kiểm soát dịch bệnh tốt tại Việt Nam. Nếu đến năm 2022, thế giới vẫn còn COVID-19, FIFA nên xem xét chuyển quyền đăng cai World Cup cho Việt Nam và họ sẽ đảm bảo tất cả các khán đài đều chật kín khán giả. Mùa giải mới bắt đầu tại Việt Nam với đông đảo người hâm mộ. Tôi muốn khóc khi nhìn thấy điều này. Đó là hai trong số những chia sẻ trên mạng xã hội. Chảo lửa thiên trường đón khoảng 15.000 cổ động viên trong trận khai màn V-League 2021. Dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ quê nhà, cầu thủ Nam Định thi đấu thăng hoa và gây bất ngờ lớn khi hạ đương kim Á quân câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Gramot cùng pha lập công của Rodrigo de Silva Dias. Tại V-League 2020, khi giải đấu quay trở lại lần đầu, sân thiên trường cũng gây chú ý truyền thông quốc tế khi mở cửa đón hơn 10.000 khán giả trong trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Cờ chống kèn cùng những tiếng hô vang, đã vang dội khắp các khán đài. Các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Indonesia chưa xác định được ngày trở lại, trong khi Thái Lan cũng tạm hoãn đến ít nhất đầu tháng 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo Vokit FC, nhiều khả năng giải vô địch quốc gia Indonesia sẽ bị hủy sau cuộc họp của Ủy ban điều hành vào ngày 20 tháng 1. Sài Gòn FC ngưng bán vé online khi Atisak à cùng dàn sao của bầu Đức quá hot sự trở lại của Zico Thái Keatisak cùng Công Phượng, nhất là tham vọng trở lại của Bầu Đức khiến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thành mối quan tâm đặc biệt với người hâm mộ, gây cháy vé khi chạm trán với Sài Gòn FC lúc 19h15 ngày 17 tháng 1 trên sân Thống Nhất. Ba ngày trước trận đấu diễn ra, ban tổ chức cho biết đã bán sạch vé các khán đài A1, A2, A3. Đa phần vé ở các khán đài VIP này dành cho khách mời, nhà tài trợ, truyền thông, thành viên hai đội bóng và số vé bán ra không nhiều. Vì thế chỉ còn vé ở các khán đài A4-A5 giá 80.000 đồng, khán đài B giá 70.000 đồng và khán đài CD giá 50.000 đồng để xem Kia Ti Sắc Công Phượng đấu Sài Gòn FC của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Ngày 15 tháng 1, ban tổ chức tiến hành bán vé online và qua điện thoại, nhưng nhu cầu quá lớn dẫn đến quá tải. Nhiều cổ động viên than phiền rất khó mua vé qua online lẫn điện thoại vì liên tục bị nghẽn mạng. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, ban tổ chức thông báo ngưng bán vé qua online và điện thoại. Thua đau Nam Định, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa nhận câu lạc bộ Hà Nội đang rất nhớ Văn Hậu. Chia sẻ sau trận thua Nam Định về cánh trái của câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa nhận Văn Hậu là người đảm nhiệm tốt nhất vị trí này. Câu lạc bộ Hà Nội vừa mở màn hành trình đòi lại ngôi vương của mình bằng một trận thảm bại không thể tệ hại hơn trên sân của Nam Định. Thất bại không ban này cũng cho thấy hàng thủ của đội bóng thủ đô đang gặp nhiều vấn đề như thế nào, nhất là ở vị trí hậu vệ cánh trái của Văn Dũng. Ba tình huống ghi bàn của Nam Định đều bắt nguồn từ những đợt tấn công bên cánh trái của Hà Nội FC. Ở phút thứ 22, hậu vệ phải Xuân Tân của Nam Định vượt qua Văn Dũng và thực hiện đường truyền cắt mặt vào vòng cấm địa, tạo điều kiện để Rodrigo Diaz gây sức ép buộc thủ môn Văn Công không thể bắt gọn bóng. Nhờ vậy mà Ramos dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. 4 phút sau trước quả phạt góc thành bàn, Mạnh Hùng cũng khai thác sơ hở bên cánh trái của Hà Nội FC để truyền bóng cho Diaz, dứt điểm chìm hiểm hóc buộc thủ môn Văn Công phải đổ người cứu thua ở cuối trận trước khi văn công mắc sai lầm khi không thể bắt dính bóng sau cú sút phạt của diaz cánh phải của hà nội fc tiếp tục để lộ khoảng trống sau lưng chết người lý giải về màn trình diễn không tốt bên cánh trái của hà nội fc huấn luyện viên chu đình nghiêm chia sẻ cánh trái trước đây của hà nội fc có đoàn văn hậu sau khi văn hậu đi nước ngoài thì văn xuân là người đảm nhận vị trí cậu ấy chơi ổn định nhưng lại gặp chấn thương trước trận đấu này vì thế tôi chỉ còn hai lựa chọn là đức huy và văn dũng Xét về vị trí sở trường thì Văn Dũng đá hậu vệ trái tốt hơn nên tôi xếp bạn ấy chơi bóng, nhưng đúng là Văn Hậu vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của Hà Nội FC ở vị trí này. Từ nay cho đến hết tháng 4, thời điểm mà Văn Hậu mới sẵn sàng trở lại, Hà Nội FC sẽ phải thi đấu liên tiếp tới 8 trận nữa. Liệu rằng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể khắc phục điểm yếu này sớm hay không? Nên nhớ ở mùa giải năm nay, chỉ có 6 đội đứng đầu bảng mới có thể giành quyền vào giai đoạn tranh vô địch V-League 2021 cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh bóng đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những bản tin tiếp theo.